Bạn gái chia tay, đòi quay lại không được. Gã đàn ông đột nhập vào nhà, khống chế, hiếp dâm nạn nhân, cướp tiền trước khi bị công an dùng hơi cay bắt giữ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hôm nay cũng đang tạm giữ hình sự Nguyễn Chí Tâm, 35 tuổi, quê Đồng Tháp, để điều tra về các hành vi hiếp dâm, bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Tâm chính là đối tượng đã khống chế chị LTS, 36 tuổi, tại tiệm spa nằm trên đường D12, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một vào tối ngày 20 tháng 3, khiến cơ quan công an phải huy động rất đông lực lượng đến hiện trường xử lý. Theo điều tra ban đầu, giữa Tâm và chị S có quan hệ tình cảm, nhưng do Tâm hay ghen nên chị S chia tay. Tâm nhiều lần muốn nói lại tình cảm và dọa sẽ giết chị S nếu không đồng ý. Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 20 tháng 3, Tâm đột nhập vào tiệm spa của chị S tại phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một và ngủ lại. Lúc này chị S không có nhà. Tới khoảng 9 giờ sáng khi chị S tới tiệm spa, Tâm bịt miệng khống chế, lôi chị S vào phòng ngủ rồi hiếp dâm nạn nhân. Tâm còn đòi bạn gái cũ phải đưa 300 triệu đồng để làm ăn. Sau đó hạ giá xuống còn 10 triệu đồng. Chị S đã chuyển khoảng 10 triệu đồng tới tài khoản của Tâm. Khi công an đến hiện trường vận động, Tâm không chấp hành mà tiếp tục khống chế chị S. Cho đến tận khuya cùng ngày, dù nhiều lần thuyết phục nhưng Tâm vẫn không chấp hành. Do đó, công an thành phố Thủ Dầu Một phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động đã tiếp cận từ nhiều hướng, sử dụng hơi cay để khống chế Tâm và giải cứu chị S an toàn.